Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cơ thủ Trần Quyết Chiến tẩy chay đường lưỡi bò và nhận được nhiều sự ủng hộ. Ngày 25 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài Cơ thủ Trần Quyết Chiến nhận được nhiều sự khen ngợi vì tẩy chay đường lưỡi bò bỏ đấu ở Trung Quốc. Theo đó, cơ thủ Vilya Trần Quyết Chiến của Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo những người sử dụng mạng xã hội ở trong nước trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9. Sau khi bỏ thi đấu ở Trung Quốc để phản đối hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong giải đấu. Theo VOA, một loạt báo Việt Nam đã loan tin về hành động tẩy chay của Trần Quyết Chiến, cơ thủ hiện đứng thứ 5 trên thế giới, diễn ra hôm 23 tháng 9. Hình ảnh bài trên VOA. Tin cho hay, trong phần truyền hình trực tiếp vào giờ giải lao của trận đấu giữa ông Chiến với cựu cơ thủ số 1 thế giới Dick Chambers, người Hà Lan, trong khuôn khổ một giải giao hữu ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò, vốn bị Việt Nam xem là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của đất nước. VOA cho biết, đường lưỡi bò là cách gọi của Việt Nam để nói về đường đứt đoạn hình chữ U mà Bắc Kinh vẽ lên bản đồ Biển Đông để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết vùng biển, dù bị Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực phản đối kịch liệt. Các báo Việt Nam cho hay, huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa đã phát hiện việc phát sóng hình đường lưỡi bò hôm 23 tháng 9 báo cho cầu thủ Trần Quyết Chiến. Sau đó, hai người quyết định bỏ thi đấu ngay lập tức để phản đối hành động của nước chủ nhà Trung Quốc. VOA dẫn một bản tin trong nước trích lời cầu thủ Trần Quyết Chiến nói rằng: "Tôi và huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa quyết định như thế vì không chấp nhận hành động xuyên tạc chủ quyền của Việt Nam. Giải đấu đã vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam." Báo chí trong nước tường thuật hai ông Chiến và Hòa rời giải nhưng không thông báo ngay với ban tổ chức, nên Chủ tịch Liên đoàn Billiard Thế giới vẫn đề nghị họ giải thích vì sao bỏ đi đột ngột. Trở về Việt Nam trong cùng ngày 23 tháng 9, huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa cho báo giới hay, ông đã báo cáo sự việc lên Liên đoàn Billiards and Snooker Việt Nam để có hướng giải quyết tiếp theo. Hình ảnh cầu thủ Trần Quyết Chiến trong một lần thi đấu. VOA dẫn một bản tin của báo Thanh Niên nói rằng Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ sớm gửi văn bản tới Liên đoàn Billiards Thế giới UMB để nói rõ rằng ông Trần Quyết Chiến không thể tiếp tục ở lại thi đấu vì có hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam xuất hiện ở nơi thi đấu. Sở cũng sẽ đề nghị liên đoàn tôn trọng những gì liên quan tới Việt Nam. Bản tin viết. Theo quan sát của VOA, đông đảo người Việt Nam hâm mộ môn Billiards, các Facebooker có ảnh hưởng và nhiều người khác đã bày tỏ trên trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn mạng rằng họ ca ngợi hành động của hai thầy trò Nguyễn Việt Hòa và Trần Quyết Chiến. VOA dẫn Facebooker Hoàng Nguyên Vũ có gần 246.000 người theo dõi, viết: "Hoan nghênh Trần Quyết Chiến, không bao giờ chấp nhận vinh quang hay danh lợi nào có thể được đánh đổi bằng chủ quyền dân tộc dù trực tiếp hay gián tiếp." Ông Hoàng Nguyên Vũ bình luận thêm rằng: "Bạn vàng lớn như thế mà chơi tiểu nhân mãi, thật sự bụng dạ tiểu nhân là thứ bẩm sinh." Bài đăng của Facebooker này nhận được hơn 3.300 phản ứng yêu thích và các comment ủng hộ. VOA cho biết các Facebooker nổi tiếng khác cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với cầu thủ này. Chủ đề này cũng được nêu bật trong trang BitVN, hơn 3,2 triệu người theo dõi dẫn đến hơn 20.000 phản ứng yêu thích và gần 600 lời bình luận ủng hộ ca ngợi. Báo Người Lao Động hôm 25 tháng 9 dẫn lời huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa nói rằng học trò của ông Trần Quyết Chiến, cầu thủ vô địch SEA Games 31 hồi năm ngoái, thật sự chỉ để tâm vào tập luyện thi đấu, nhưng cũng không bàng quan với cộng đồng xã hội và đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Cầu thủ Trần Quyết Chiến tẩy chay đường lưỡi bò và nhận được nhiều sự ủng hộ. Bác chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền khiến Liên Hiệp Quốc quan ngại. Ngày 25 tháng 9, VOA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay Liên Hiệp Quốc quan ngại việc Việt Nam bắt giữ chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên. Theo hãng tin quốc tế, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc OHCHR bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ chuyên gia năng lượng xanh Ngô Thị Tố Nhiên, người từng cộng tác với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội và ký các thỏa thuận kinh doanh và nhân quyền. VOA dẫn lời ông Ravina Chandasani, người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc,
nói với hãng tin quốc tế trong một tuyên bố, chúng tôi đã biết về vụ bắt giữ này và đang theo dõi diễn biến với sự quan ngại. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 25 tháng 9. Hãng tin nói trên trong tuần trước đã trích dẫn một tổ chức nhân quyền, The ATA Project, và một nguồn tin cho biết, ngày 15 tháng 9, Công an Hà Nội đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc điều hành Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam, VietSi, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh. Một bản tin trên VOA cho hay, ngày 20 tháng 9, vào thời điểm bị bắt giữ, bà Nhiên đang hợp tác với Văn phòng Việt Nam của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP để thực hiện đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, một cam kết trị giá 15,5 tỷ đô la của nhóm G7 và các nước khác nhằm giúp Việt Nam giảm sử dụng than. VOA ngày 25 tháng 9 dẫn hồ sơ của bà Nhiên trên trang LinkedIn. Theo đó, bà từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới WP, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP và Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USS. Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gửi email xác nhận với hãng tin quốc tế rằng bà Nhiên đã tham gia các sự kiện quốc tế và trong nước, bao gồm các cuộc tham vấn do UNDP tổ chức về chủ đề chuyển đổi năng lượng. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội chưa trả lời các yêu cầu bình luận của hãng tin quốc tế. Theo VOA, trong 2 năm qua, Việt Nam đã bắt giữ 5 nhà bảo vệ nhân quyền môi trường với các cáo buộc trốn thuế. Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết vào tháng 6 lưu ý rằng các vụ bắt giữ này xảy ra trong khi Việt Nam đang đàm phán để nhận tài trợ quốc tế cho quá trình chuyển đổi năng lượng khỏi than đá, trong đó Việt Nam là quốc gia sử dụng than đá chính. Hình ảnh chuyên gia năng lượng xanh Ngô Thị Tố Nhiên. VOA cho biết bà Nhiên rất kín đáo trước công chúng và cũng được xem là một chuyên gia chứ không phải là một nhà hoạt động về môi trường. Chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về việc bắt giữ bà Nhiên và không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin quốc tế. Báo chí trong nước cũng hoàn toàn im lặng về vụ bắt giữ này. Liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền, VOA cho biết thêm, hôm 22 tháng 9, Việt Nam đã xử tử một người đàn ông tên Lê Văn Mạnh, người bị kết án tử hình vào tháng 7 năm 2005, sau khi ông bị kết tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Trước đó, Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi tạm dừng việc xử tử ông Mạnh. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền HRW, cho biết ông Mạnh có bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ nhưng bị bỏ qua. Mặt khác, thông tin của Nhà Trắng về chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam có hơn 2.600 từ, trong đó chỉ có 112 từ về nhân quyền. Nhà Trắng đề cập đến tăng cường cam kết đối thoại có ý nghĩa về việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền mà không nêu chi tiết. Nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Biden vì cho rằng ông đã bỏ qua vấn đề nhân quyền khi nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Hiện Việt Nam đang giam giữ ít nhất 159 tù nhân chính trị và giam giữ 22 người khác, cùng với hàng trăm người bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh mà thực chất là có liên quan đến chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin bắt chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền khiến Liên Hiệp Quốc quan ngại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo .d